Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lý do chị rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh? Thực tế, chồng tôi là người miền Nam. Sau khi giải phóng Sài Gòn năm 1975, chồng tôi trở về Nam. Sáu tháng sau, tôi và cả gia đình cùng chuyển vào Sài Gòn. Chồng chị làm nghề gì? Anh ấy là một kỹ sư, nhưng bây giờ anh ấy đã nghỉ hưu. Trong chiến tranh, ông ấy làm gì ở miền Bắc? Anh ấy là kỹ sư về điện tử. Chị có tự viết những bản tin hướng tới binh lính Mỹ lúc đó hay không? Có, tôi tham gia vào công việc biên dịch. Tôi cũng tham gia viết các bản tin. Dĩ nhiên, chúng tôi phải tin vào một điều gì đó. Chị đã tin tưởng vào điều gì nhất ở thời điểm đó? Chị muốn điều gì diễn ra? Nói thực, tôi không hề muốn cuộc chiến tranh giữa người Việt Nam và những lính Mỹ được cử tới đây chiến đấu. Tôi chỉ muốn lính Mỹ chống lại cuộc chiến phi nghĩa của họ. Muốn họ không tham chiến. Dĩ nhiên là rất khó khăn cho họ vì chính phủ của họ đã cử họ tới đây. Công việc của chúng tôi là khiến họ tin rằng cuộc chiến họ tham gia là phi nghĩa, chống lại người dân Việt Nam. Người Việt chỉ muốn đất nước của mình được tự do. Do đó, lính Mỹ không nên ở đây. Điều gì khiến chị quan tâm tới công việc phát thanh từ những ngày đầu? Năm 1955, tôi bắt đầu làm phát thanh. Vì thời điểm đó, tôi biết một chút tiếng Anh. Lúc đó tôi sống ở Hà Nội và chưa tham gia bất kỳ hoạt động cách mạng nào. Tôi nghĩ tôi có thể làm một việc hữu ích nếu tôi tham gia vào một công việc nào đó. Và vì tôi biết tiếng Anh, nên tôi đã tình nguyện làm việc cho đài phát thanh. Đài phát thanh lúc đó, mọi người trở về từ chiến khu. Họ bắt đầu mở một chương trình tiếng Anh. Tôi đã tình nguyện làm việc như một phát thanh viên ở đó. Dĩ nhiên, tôi chỉ chập chững với công việc của mình. Tôi chỉ biết tiếng Anh, không nhiều lắm. Dần dần với công việc, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của những chuyên gia nước ngoài, người Úc, đến đào tạo chúng tôi để trở thành phát thanh viên. Chị đã từng gặp lại cựu binh Mỹ nào sau năm 1975 và trò chuyện về chương trình phát thanh của mình? Ở Sài Gòn, những cựu binh Mỹ. Một trong số họ là Geoffrey Clifford, một lính lái máy bay trực thăng trong cuộc chiến. Sau chiến tranh, anh ta trở về Mỹ. Anh ta hiện là một nhiếp ảnh gia. Anh ấy đã thực hiện một bộ ảnh về Việt Nam trên cả nước và thực hiện các cuộc phỏng vấn. Trong bộ ảnh của anh ta có mấy tấm ảnh của tôi và tôi có một cuốn album của mình. Từ con trai của tôi, dĩ nhiên rồi. Chương trình của chị thường phát sóng vào lúc mấy giờ? Chúng tôi chọn các ngày phù hợp với lính Mỹ trở về từ chiến trường.
So we broadcast at I think it's mainly. Chúng tôi thường phát sóng vào lúc 8 giờ tối giờ Sài Gòn. Chương trình dài bao lâu? Chương trình dài 30 phút. Chị có bằng chứng nào về việc binh lính Mỹ đã nghe chương trình phát thanh của chị? Thật khó để nhận được phản hồi. Nhưng chúng tôi biết rằng họ đang nghe chương trình của chúng tôi. Sau cuộc chiến, mới đây tôi nhận được một video tape của Good Morning Việt Nam. Và từ đó, tôi biết một chút về phản hồi của lính Mỹ. Chúng tôi biết chắc chắn rằng nếu không phải tất cả lính Mỹ, sẽ có một số người trong số họ lắng nghe chương trình của chúng tôi.